Hello, chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn, tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm cái con game Ai Là Triệu Phú bằng Android Studio. Thì như lần trước mình có hứa là mình lần này mình sẽ chỉ làm cái sự trợ giúp quay lại, đổi câu hỏi và cái thằng này, phần này là cái phần sẽ là cái phần như kiểu là đưa ra đáp án đúng đó. Đó, ok, đơn giản thế thôi. Rồi thì mình bây giờ nhá, mình sẽ thứ nhất là mình sẽ là cái là mình sẽ trao đồ title multimedia remote rồi thì muốn thay cái nó cái còn đâu nó xe nó chở nó rồi copy nguyên dòng này, copy nguyên dòng này vào trong cái dialog của mình, trong cái dialog super xong test and the insert and the enter để import thư viện rồi run thử rồi xem được chưa. Tapi cho mình không ngại lắm ạ. Tôi hàng ghế nhưng mà tôi cứ thích chịu giúp rồi. Ok, đó đang ăn A có xem nào, A có đúng không, chín ăn chuẩn rồi đó. Nhưng mà chỉ có một lần thôi, một lần hai đâu. Ok, bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ làm cái kết là đổi câu hỏi đầu tư. Rồi để làm được cái phần đầu câu hỏi thì tương tự thế, mình sẽ vào trong bên hai này. Đấy, mình sẽ xét sự kiện cho thằng này on click trợ giúp được câu hỏi đó. Rồi ok, mình vào trong này đi, mình vào trong này mình sẽ tạo ra một cái on click và cũng giống như thằng kia thì mình sẽ tạo ra những ba lần chào chút đổi hỏi đăng chút được. Và dưới này thì ở trong phần này thì mình kiểm tra nếu như cái biến trợ giúp đổi câu hỏi trước của mình mà nó bằng bằng fail, nghĩa là người ta đã làm rồi ấy, đã dừng rồi ấy, thì lập tức là lập từng. Còn nếu không sẽ làm cái gì đó và cái biến trợ giúp câu hỏi kia cũng là fail. Đấy. Và trong này sẽ làm gì? Thì đơn giản lên các bạn gọi cho mình thằng hiện câu hỏi sẵn. Thế nào? Chỉ đơn giản lên thôi. Đấy. Thôi, làm thử xem được cái gì nhá. Rồi lên này, lên rồi, bắt đầu này. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn đổi câu hỏi. Đó, thấy chưa? Câu hỏi đổi cho mình nữa đó. Đấy. Rồi trợ giúp bao nhiêu em ơi, 45%. Có B là đúng rồi, B là đúng rồi, chọn đấy, có B đúng đó, ok đấy, có một mình trợ giúp hết sử dụng hết sự trợ giúp bố rồi. Nhưng mà thực tế thì trong Ai Là Triệu Phú thì nó không 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 phải là các câu hỏi nó đơn giản easy mà tính toán như này thì nó sẽ khó hơn đúng không. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần tạo câu hỏi. Đấy, ok. Đó, tạo ra các câu hỏi. Và video của mình xin được dừng lại đây. Chúc bạn học tập trình vui vẻ. Ok.